À, tiếp theo này các anh này, hôm nay thì em lại về thêm được mấy cặp chóc này các anh nhé. Các anh phải nhanh tay nhá. Cặp chóc này thì anh nào mà chơi âm thanh thì các anh sẽ biết này. Và con này tại sao em bảo nó là VIP đó? Thứ nhất chỉ số mili-henri của nó hơi bị đẹp các anh nhé. Cái lô này đợt trước em bán là không có hàng để bán đấy, 10 mili-henri 8 ampe tương đương với 1.500W lận. Thì con này bảo lớn thì không phải lớn, nhưng nhỏ thì không phải nhỏ các anh nhé. Những con biến áp cách ly mà 1 kVA bây giờ nó có 0,8 kW à, là 800W. Thì con này các anh tải con 1,5 kg thoải mái luôn nhé. Đấy, 1.500W 750.000 một cặp này các anh nhé. Anh nào chuyển khoản thì em bao ship. Đấy. Và con này tại sao cái con này em bảo nó là ngon này. Nó ở trên những cái máy mà có những cái bo mạch điện tử cực kỳ VIP các anh. Đấy, cụ thể nó là những cái máy siêu âm của Nhật Bản nhé. Đấy. Đây, Kitagawa Electric. Đấy, thì những cái con chóc mà nó nằm trên những cái máy công nghiệp ấy thì thật ra các anh chơi âm thanh ấy thì nó không, thứ nhất nó không đúng cái chỉ số mili-henri này. Đấy, cái thứ hai là những con chóc đấy thì nó công nghiệp hơn. Nó không phải chuyên cho những cái bo mạch điện tử, còn cái này các anh dùng cho âm thanh thì đúng bài luôn. Đấy, 750.000 một cặp các anh nhá. Đợt này em chỉ về được 5 cặp thôi. Cái đợt trước em về một phải đến mấy chục cặp này mà các anh lấy hết không còn một cặp nào. Rồi anh nào lấy thì nhắn cho em nhé, 750.000 một cặp. Con này em chỉ dành cho những ai mà đam mê về lọc điện, lọc nguồn âm thanh thì đảm bảo các anh nhìn con này các anh sẽ thấy gọi là chất ngất luôn. Chỉ số mili-henri của nó gọi là VIP. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Cái này em bán theo cặp các anh nhé, 750.000 là hai chiếc như này, hai chiếc gọi là một cặp đấy, 750.000 đấy. Chóc xê co các anh nhé, lõi xê co mà lá gọi là siêu mỏng luôn, lá này hình như lá silic này. Siêu mỏng luôn các anh, mỏng dính. Rồi các anh lên mã cho em. À, em lên cho các anh là những cái ke góc nhôm các anh nhé. À, thì con này tháo ở mấy cái máy tiện các anh ạ. À, rồi con này là các anh này, 24 x 13, chiều này là 24 cm này, chiều cao này là 13 cm này, nhôm là dày 10 ly các anh nhé. Này dày 10 ly là 1 cm này. Đó, dày 10 ly là 1 cm các anh nhé. Đó. Đấy, thì cấu tạo của nó đây, cái mặt này là cái mặt hông của nó này, cái mặt này là cái mặt trước này. Đấy, thì ở đây người ta sẽ để các cái mũi tiện, cái mũi gì lên đây. Đây ví dụ như này là cây này, bắt lên tường như vậy này. Đó, thì trên nó có 4 vít, dưới 4 vít, nó có góc này nó đỡ là nhôm chắc lắm. Này thì thật sự là các anh dùng, các anh mua một cái này 170.000 nha, 170.000 một cái. Nếu anh nào mà mua một cặp ấy thì 300.000, tính ra có 150 một cái à. Và em đảm bảo các anh mua cái này ấy, các anh dùng hết đời các anh luôn. Đấy, riêng cái sơn tĩnh, sơn nhúng này của Nhật ấy, thì 30 năm nữa nó cũng y nguyên như vậy, không bong chóc các anh ấy. Đấy. Cái đồ của thằng Nhật nó vậy đấy. Mà cái này tháo trên những cái máy tiện là không phải tự nhiên mà tháo đâu các anh. Các cái máy tiện nên là thường người ta bán nguyên con không à. Đấy, cái này là em tháo ra được vài chiếc thôi. Anh nào lấy thì phải nhanh tay nhé. Đó, cái góc nhôm 170.000 một cái. Anh nào mua một cặp thì 300.000 nhé. Em có 2-3 cặp thôi các anh. Anh lấy đi. Dạ, rồi. Em chuyển sang mã tiếp theo. Rồi, em lên cho mọi người một cái mã bơm chìm của Đức các anh nhé. Hôm nay em về thêm được một con này các anh này. Nhưng mà con này thì nó không đẹp bằng cái con trước. Nó không đẹp là ở cái chỗ nó như này các anh này. Là cái này là do em chưa vệ sinh. Đây, các anh thấy cái chỗ này này, về các anh vệ sinh đi nhá. Em mới về thì em lên cho các anh luôn. Này. Các anh cạo ra này, chỗ này nó bằng nhựa đấy. Đó. Con bơm chìm này khủng khiếp lắm các anh ạ. Mặt phi này là phi nhiêu đây ta? Để em lấy cái thước em đo cho các anh nhé. Em quay review trước. Đó. Đấy, bơm chìm của Đức các anh nhé, nặng 30 mấy ký đấy, 37 ký này. Đấy, em lên giá luôn cho các anh, điện 380 nha, 3,2 triệu con này. Con này gần như là hàng có 102 đấy.
đây, hàng Slamson nhé. Đấy là nó ấy được, nó đẩy tối đa hình như là được 10 mét hay sao này, à đâu, H-Max của nó là đẩy được 20,9 mét này. 20,9 mét, lưu lượng của nó là 33 mét khối trên một giờ các anh nhé. À, khá cao đấy, của nó là 1,5 kW, đấy tốc quay là 2.900 vòng, đấy thân của nó là 20,5 kg, mà có cả một cái đầu bơm nữa ấy, là 37 kg nữa các anh nhé. Nó có một cái đầu inox ở đây này mà về em tháo ra mất rồi, hiện tại nó chỉ có như này thôi. Đó. Cái đầu bơm này nếu anh nào mà cần thiết thì liên hệ nhé. Liên hệ, hình như em nhớ là trong kho như còn 1-2 cái đầu, nó không phải đi zin với cái bơm này nhưng mà lắp được vào đây. Anh nào cần thì anh liên hệ, các bạn sẽ báo giá cho anh cái đấy. Còn con bơm này em bán như này, dây riếc còn zin nguyên các anh ạ. Đó, con bơm này đẹp lắm, bơm của Đức. Đó, bơm của Đức các anh nhé. Thì ở đây nó có 3 dây pha này, có 3 dây pha và một cái dây, và một cặp dây gọi là dây rờ len nhiệt ấy. Nếu mà chạy mà các anh để nó cạn nước, nó nóng thì tự động nó ngắt bơm. Đó, con này hàng của Đức rồi. Cái gì đây, made in Germany này, các anh nhìn này, nó sản xuất ở đâu đây này. Đó, con này mà các anh mua mới phải mấy chục triệu một con đấy các anh. Con bơm của cái gì nhỉ, tự nhiên em quên, mấy con bơm của Ý các anh, bơm Ebara hay cái gì đấy, là các anh mua bây giờ là đã phải mấy chục, mười mấy triệu rồi nhá, chưa kể con bơm của Đức này, to. Con này được cái này, các anh hút ấy, các anh sẽ hút được gần như cạn đáy, gần như cạn đáy các anh nhé. Các con bơm chìm các ví dụ đế nó cao này đấy, thì các anh mà đi hút bể nước hay hút cái gì thì các anh không hút được, nhưng mà con này là nó cạn đáy, nó có nghĩa là cái lỗ vào của nước nó ở đây này, thành ra là nó hút gần như được cạn đáy luôn nhé. Đó, con này là hơi bị hiếm, hồi trước em về được một con, nhiều anh hỏi quá, hôm nay em về thêm được một con này nhé. Đó, rồi các anh xem nhé, các anh xem kỹ nhé. Và tiếp theo nhé các anh nhé, em lên cho các anh là những cái motor quạt đấy, hàng của Panasonic các anh nhé. Đấy, nặng 2,5 kg một cái. Đó, rồi em báo giá luôn này, anh nào mà lấy lẻ một cái thì 300.000 một cái. Đấy, còn anh nào ấy mà lấy xỉ, các anh lấy từ 2 cái 3 cái trở lên ấy, thì chỉ có 280.000 một cái thôi. Đấy các anh nhé, đây cho các anh xem này, hàng của Panasonic các anh nhé, 100% là cái này. Thì về hầu hết là nó không còn cái vỏ này nữa các anh nhé. Đấy, nhưng mà 100% là hàng Panasonic, nặng 2,5 kg một cái các anh nhé. À, cho các anh xem. Đấy, các anh thấy chưa, cái cân này của em nó cân 100 kg, nó không chuẩn lắm, nhưng mà các anh cân cái cân nhỏ là các anh sẽ thấy nhá. Rồi đấy, 100% là hàng Panasonic các anh nhé. Đấy, các anh xem này, đây về thì nó còn nguyên bụi, em vừa mới về xong, em chưa có vệ sinh, thì cơ bản thì nó quá chất lượng các anh ơi. Đó, cả một cái motor này, toàn bản thân nó là cái quạt luôn chứ không phải là cái motor. Đấy, các anh về thì các anh độ chế hay cái gì thì các anh chỉ cần lấy cái vỏ khác thôi, vỏ này thì nó hơi cũ, nhưng mà cái quạt bãi này thì nó chất lượng ở cái motor các anh. Cái motor nó là cái trái tim của quạt đấy nhá các anh nhá. Thì đây có đánh, em có đánh dấu rõ rồi này, này các anh này. Đấy, số 1, số 2, số 3. Đấy, số 1, số 2, số 3. Thì các anh cứ về cắm điện vào đúng như này thì nó chạy thôi. Điện 220 các anh nhé. Đấy, Panasonic. Rồi, con này này, sản xuất ở Nhật luôn các anh nhé. Đấy, nhưng mà cung cấp cho thị trường châu Á. Này, sản xuất ở Osaka, Japan. Đấy, và con này nó là cái quạt size to các anh nhé, 40 cm, nó tải cái cánh 40 này. Đấy, 16 inch thường, nó có cái loại nó nhỏ hơn, nó tải cánh 30 cm. Con này tải cánh 40 nhá, 16 inch nhá, size to nhá. Đấy, rồi. Thì con này nó như nào? Cái con này nó cốt rồi, nói chung là nó chuẩn 100% rồi, về canh cứ gắn vào là chạy thôi, chứ không phải làm cái gì nữa cả. Về thì canh tra ít dầu, ít mỡ vào đây, nếu mà canh kỹ thì canh tra dầu, mỡ vào các cái ổ trục này.
Còn thật sự cái motor của cái quạt Pana này nó bền lắm các anh, thật sự luôn. Cái quạt mà cái quạt Nhật ấy, nó sướng nhất là ở nó bền ở ở cái motor. Đấy, giờ đây nhé, này em cho các anh xem là cái công tắc của nó nhé. Đây hàng bãi mà nhìn nó còn như mới, nó còn chưa mòn nhé. Mấy cái công tắc mà này, cái bánh răng của nó bằng nhựa nhưng mà nó chưa mòn một tí nào nhé. Này các anh nghe này, thấy chưa? Đấy, hàng của Nhật đấy. Con này chính hãng sản xuất ở Nhật luôn các anh nhé. Đấy, đây. Đấy thì cái vỏ này thì nó bị cũ mất rồi, thì về canh thay ra nhé. Đấy, 100% ấy là motor của Pana. Đó. Panasonic các anh nhé, toàn bộ luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé, các anh về tự canh xem. Rồi, em chạy thử cho các anh xem này. Cứ cắm điện 220V thôi các anh nhé. Này. Êm không một tiếng động luôn. Cái ò này là cái bánh răng này này. Và cái vỏ sắt này em để ở trên cái đế nhôm này này nó kêu thôi nhé. Chứ còn motor nó chạy không một tiếng động luôn. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Rồi. Quay đây cho các anh xem nhé. Đấy, em về đây. 100% là quạt Pana các anh nhé. Đó, Panasonic. Đó, rồi đây. Về đây này. Đây, các anh nhìn này, 100% là quạt Pana hết nhá. Em về là quạt Pana hết. Thì đây về này, các anh thấy nó còn nguyên bụi này. Đấy, thì em sẽ bảo các bạn vệ sinh hết, các anh yên tâm. Tới tay các anh là sạch sẽ hết rồi. Đó, hàng Panasonic thì thật sự là các anh không cần phải bàn cãi đâu. Motor của nó bền lắm. Đó. To, nặng. Úi giời. Này. Đấy, Pana quạt Nhật nó chất lượng ở cái motor các anh. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một con quạt sò của Mỹ các anh nhé. Đấy, vỏ ngoài inox này. Đấy, vỏ ngoài bằng inox các anh nhé. Đó. Ngoài ra nó có một cái mặt đi liền như thế này. Nó có một cái mặt chân đế đi liền như thế này, chiều này bằng này. Chiều này bằng này, các anh thấy em đang đặt ở trên cái mặt bằng đây nhá. Đấy, đây đúng ra nó có một con tụ ấy ở đây này, nó bắt vào đây đẹp lắm, con tụ màu đen đấy. Đây em lấy tạm con tụ này để em chạy cho các anh xem nhé, còn lúc gửi đi cho các anh ấy, em sẽ bảo các bạn kỹ thuật bắt con tụ vào đây để nó nằm gọn trên đây, là chỉ có hai đầu dây ra thôi. Đó, con này quạt sò Mỹ các anh nhé, chạy điện 220V, 630.000 một cái này, vỏ inox các anh nhá, vỏ inox 304 inox Mỹ luôn. Rồi các anh nhìn đây. Đấy, em tháo ra nó còn nguyên bụi này. Đấy, hàng của USA nhé. Con này chạy tốc cao các anh ạ, 1/4 HP. Con này chạy tốc cao thì các anh để hút hay là để thông gió hay để làm cái gì đấy nha. Con này nó hút mạnh lắm, con này nó hút thổi mạnh lắm các anh ạ. Đây, còn nguyên bụi này. Đấy, rồi. Đấy, thì em sẽ bảo các bạn xịt qua đi. Còn về cơ bản nó mới lắm, nó vỏ inox mà cánh nó còn trắng phau nhé các anh nhé. Đây cánh này chưa bị han gì sét gì nhá, để các anh xem được chất lượng của nó. Rồi em đo cái đường kính trước này, đo thử cái đường kính cánh quạt này xem nào. Nói chung là đường kính cánh nó khoảng 20 các anh nhé, 20 cm hoặc hơn gì đấy, cái đường kính của cái cánh quạt tròn nhé. Đấy, còn chiều cao này của nó thì nó sẽ khoảng 25 cm này. Đó, chiều này nó khoảng 20 nhá, đường kính cánh khoảng 20. Đấy, rồi đây em ra đấu sẵn hai cái đầu dây điện 220 ra đây, về canh cứ vậy cắm thôi. Hai dây này dây lửa nguội này, dây màu xanh lá này canh bỏ đi. Rồi cắm thử điện 220 cho canh xem nhé, 220V. Rồi cắm thử này. Em quay bằng một tay thì nó mạnh lắm các anh nhé, nên là không để nó chạy được đây, chạy tít mù khơi, gió nhiều nhá, hút mặt này, thổi ra mặt này. Rồi 630.000 canh mua cái vỏ inox này là đã lời rồi các anh. Rồi các anh lên mã nhé, em tháo thêm được hai con các anh nhé, 630.000 một cái. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người một cái con quạt tháo mấy cái dàn lạnh của Nhật các anh nhé, quạt của Nhật các anh nhé. Rồi. Đây
hàng của Matsushita nhé, Sekio đó. Con này chạy 220V luôn các anh nhé, em đấu con tụ này là các anh chạy 220V luôn, không nóng các anh nhé. Đó, của nó là điện zin là 200V nhưng các anh chạy 220V thoải mái này. Con này đường kính cánh của nó là 35cm này. Đấy, con này nó nặng 7kg các anh nhé. Con này nặng 7kg luôn. Đấy, em bán cho các anh giá đồ nó nặng lắm. 7kg các anh nhé, con quạt nặng 7kg. Đi kèm với cả khung sắt cứng cáp của nó nhé. Con này 400.000 các anh nhé, 400k. Đây giờ em chạy thẳng điện 220V cho các anh xem này. Đấy thì em nói rõ là con này nó như này các anh này. Cái này về cái hàng khác nó đè lên thành ra cái này nó hơi bị lắc nhá, cánh nó hơi bị lắc. Chạy nó vẫn êm. Đó, chạy vẫn êm nhưng mà cánh nó hơi bị lắc, nó hơi bị đảo, em bán cho các anh giá ve chai luôn. 400k. Đấy là đúng bằng giá rã phế liệu. Đó, còn con này nếu ví dụ mà nó mà chạy ngon thì giá con này nó phải 800.000 cơ các anh, 700-800.000. Đây anh em cắm điện thử cho các anh xem nhé. Em quay bằng một tay thành ra là em không có cắm lâu được nhé, em chỉ giữ cho nó chạy thôi. Đó anh nha. Đấy, quạt chạy bình thường nhá, nó chỉ cánh nó chỉ hơi lắc thôi, do là cái trục này nó bị cái nó đè lên thì cái này về các anh chạy vẫn bình thường, giá rẻ mà 400.000 thì em nói thật cái con quạt này các anh chạy vài năm, 5 năm nó chưa hư đâu. Đấy, cánh của nó là cánh sắt dày nhá. Cái này thì các anh lắp ở chỗ nào ấy thì phải có chỗ bảo vệ cho nó nhé. Đương nhiên cái khung sắt này của nó dày lắm. Cái khung sắt này của nó dày 3 ly, hơn 3 ly. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Chỉ có 400.000 thôi. Ship con này rơi vào tầm 30.000 đến 35.000 gì đấy. Rồi, các anh nào lấy thì các anh nhắn em nhé. Nặng 7kg lận các anh. À, tiếp theo em lên cho các anh làm mấy cái con... Máy này là máy sục khí nhá, hoặc là canh hút chân không. Đấy, con này là màng của Mỹ các anh nhá. Màng ở đây nó có cái màng cao su này, nó cứ phồng này. Đấy, thành ra là nó bền, mà hư thì các anh chỉ thay cái cao su này là xong. Đấy các anh nhá. Đấy, con này hàng của Mỹ các anh ơi, chạy điện 220V. Em về cái lô này được khoảng chục con à, các anh phải lấy nhanh nhá. Đấy, hàng của Mỹ nhá. Đó, mic hàng của Mỹ là USA này. Đấy, chạy điện áp 220V này, 0.4 hoặc là 0.5A này. Ăn dòng rất ít các anh nhé. Ăn dòng rất ít này. Đó, rồi. Giờ em chạy thử cho các anh xem. Em chạy thử cho các anh xem nhé. Đấy, em chạy thử. Đấy, đây, em báo giá luôn các anh nhé. 550k một cái. Nó bằng cổ tay này à. Đây này, anh thấy nắm em nó bằng cổ tay à. Mà hàng của Mỹ chất lượng lắm các anh nhìn này, em tháo máy ra này, quá đẹp luôn đó. Đấy, người ta còn có chữ test ok này. Đấy, chạy hết bao các anh luôn, chứng chỉ RU này. Đấy, hàng của Mỹ chất lượng lắm, nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn các anh nhé. Hai mẫu thì mẫu bằng này hoặc mẫu này, nói chung là nó giống y chang như nhau thôi. Bên này này, này các anh nhìn này, nó có bên A bên B. Thì bên này là hút này, bên này là đẩy này, bên này là hút, bên này là đẩy. Đó, chỉ ở đây nó có một cái màng cao su, các anh mà nhìn kỹ thì các anh sẽ thấy nó có cái màng cao su ở đây. Thì nó cứ phập phồng, nó gọi là bơm màng. Bơm màng thì các anh có thể chạy thoải mái, chạy 24/24 luôn. Đó. Còn cái bơm piston thì chạy nhiều thì nó sẽ nóng, còn con này nó là bơm màng. Bơm màng thành ra là nó sẽ ít nóng hơn nhé. Đấy, chân đế của nó là, đấy, có chân này. To như cổ tay này, con này nhỏ gọn nhìn đẹp, nhìn nói chung là nhìn đẹp đẽ lắm. À. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. 550k, rồi em chạy thử điện cho các anh xem này. Rồi, hút đầu này các anh nhé. Hút đầu này, đẩy ra đầu này, hai đầu nhé. Đầu này hút, đầu này đẩy, đầu này hút, đầu này đẩy. Thì trên máy ấy, là nó bản thân trên máy mấy cái ống này các anh này, là nó nối hai cái này lại với nhau. Nó cho đẩy chung một đường thôi, cho đẩy chung một đường, đây. Thành ra là nó sẽ đẩy rất khỏe nhé. Nó hút cũng khá khỏe nhé các anh nhé. Con này nó bơm màng nhưng mà nó hút, nói chung là hút chân không cũng khá khỏe đấy. Đây em cắm thử cho các anh xem nhé. Hút tụt tay vào luôn. Rồi
em chạy thử cho các anh xem nhé. Đấy, em kẹp dòng thử cho các anh xem này. Bây giờ em sẽ nói với các anh như này. Đấy, nhiều anh bảo là xài cái đồ tốt chứ nó khác cái gì. Nó khác ở một cái như này các anh này. Tiện em nói luôn để các anh xem. Các anh nhìn thông số dòng của nó ở đây nhé. Nó ghi ampere này 0.4 sạc 0.5 50Hz 60Hz. Nghĩa là các anh chạy điện 50Hz, điện Việt Nam mình 50Hz ấy, thì nó ăn dòng chỉ có 0.4A thôi. Còn nếu các anh chạy 60Hz thì nó sẽ ăn dòng là 0.5A. Đấy, thì cái con này là của Mỹ nhá. Thì tất cả các đồ hãng, các đồ xịn ấy, thông số là nó giống nhau, nó chuẩn 100% luôn. Còn các anh dùng cái đồ của Trung Quốc ấy, hay là cái đồ giá rẻ ấy, thì các anh cứ bảo là sao bên kia bán cũng cái con hút chân không mà của Trung Quốc giá rẻ hơn mà anh bán đồ của Mỹ, đồ cũ mà các anh bán đắt thế. Thì bây giờ em chạy thử cho các anh xem nhé. Thông số như nào thì chạy nó giống như vậy. Cái hàng xịn là nó như vậy. Chứ các anh không thể so bì với mấy hàng Trung Quốc được. Con này ở đây 0.4 nhá. Các anh chạy tải nó đúng 0.4 luôn. Đấy, rồi các anh nhìn nhá. Này, đây em đang chạy 220 này, điện mình này. Anh thấy à? À, 0.42A này. Đấy, thì cái hàng xịn ấy là nó ăn đúng 0.42A. Đấy, sai số là 0.02mA thì nó là quá nhỏ. Đấy, đấy là để các anh hiểu về giá trị của cái hàng xịn nó khác với lại cái hàng bình thường như nào nhé. Cái hàng Trung Quốc có khi nó ghi là 0.45A nhưng mà các anh chạy thật ra nó lên đến 1.1 đến 1.5A thì nó sẽ tốn điện hơn. Đấy, hoặc là ví dụ như công suất của nó là nó ghi là 3 HP, 3 ngựa, 3 ký điện chẳng hạn. Nhưng mà các anh thật sự các anh chạy tải 2 ký điện là đồ Trung Quốc, đồ các thứ là nó sụp nguồn rồi. Rồi anh lên mã này em chỉ có chục con thôi. Tháo được bao nhiêu con thì em bán cho các anh bấy nhiêu con. Rồi các anh lên mã cho em nha. Rồi em còn một miếng mặt nhôm duy nhất này các anh nhé. Một miếng duy nhất à. Em đang dọn kho em thay lý cho các anh giá vốn luôn. 1.350.000 nhé. Kích thước là 52x60 x 12cm. Chiều này là 60 này các anh này. Chiều này là 60 này. Chiều này là 52 này. Đấy, chiều cao này là 8cm này. Riêng cái nhôm mặt đế nhôm này là dày 12 ly các anh nhé. Nhôm mặt đế này dày 12 ly. Đấy, thì nó kéo nó trượt như này các anh nhé. Đây em zoom này. Vậy các anh hình dung là được này. Hàng của Nhật các anh nhé. Ray Nhật luôn. Nhôm Nhật, ray Nhật. Cái này nó tải hơi bị nặng các anh nhé. Cái này nó phải tải cỡ 80 ký, tạ hơn tạ ở trên đây. Trượt ra trượt vô như vậy này. Con này trước là 1.5-1.6 gì đấy. Nhưng đây em còn một miếng em dọn kho em thanh lý cho các anh. Anh nào có lấy tấm này thì lấy nha. Giá vốn được anh ơi. Đấy, rồi. Các anh lên mã cho em nha. 52-60-12. Đấy, cái này là đúng ra nó đặt mấy cái khay ốc hay các anh đặt cái gì lên đây kéo ra kéo vào này. Đó, vậy này. Rồi, em zoom lại này. Thì trên đây hầu hết là nó đẹp hết các anh nhé. Đấy, nhưng mà lâu lâu nó còn vài vết xước nho nhỏ này. Thì phải chấp nhận đây, hàng tháo máy mà. Nhưng mà cơ bản là nó còn đẹp hết các anh. Ray trượt này của nó ngon ở cái ray trượt này các anh. Đó. Ray của Nhật, ray Accurate của Nhật nhé. Đó. Này các anh nhìn em đẩy bằng một tay này. Đó, rồi. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh nhé. Dây tiếp địa Mỹ 10.0 các anh nhé. Đấy. Em cứ bán cho các anh 170.000 trên một nửa ký là đã em bao ship rồi. Chứ em không bán cộng nữa. Bán cộng vừa lâu mà thì ở đây nó có nhiều loại lắm. Loại 30 này. Loại 40 cũng có nhỉ. Nói chung là nó tùm lum hết. Hoặc là 2 năm này. Thì dây này là dây gì? Dây này dây của Mỹ các anh nhé. Đấy. Dây này là dây của hàng tháo máy của mấy cái máy Motorola ấy các anh. Ngày xưa các anh có nhớ cái con điện thoại Motorola. Đó, thì con này hàng Motorola. Bấm hai đầu cốt. Đấy, lỗ này là đầu cốt 8 này. Cốt 8. Đầu này thì đầu cốt 6. Đó, cốt Mỹ luôn. Dây mạ Niken. Đó, đồng mạ Niken. Đồng 100% từ cái cốt này đồng luôn.
Đấy thì em cứ bán một 170 ngàn một nửa ký. Đấy, em bao ship rồi, ship mất 25 ngàn rồi các anh. Đó. Đồng bây giờ là đang 220 ngàn một ký các anh nhé. Đồng nó 220 ngàn một ký. Và dây này thì gần như là có 102 luôn. Đây này này. Nó bền cực kỳ luôn. Các anh mua một cái cọng dây này các anh dùng hết đời các anh nó chưa hư. Đấy, em bao hàng với các anh luôn. Riêng hàng dây Mỹ này. Các anh nào làm dây đề hay dây tiếp địa gì đấy nhá. Bản thân nó là dây tiếp địa các anh nhá. Đó. Rồi, các anh lên mã cho em. Đây em chỉ có nhiêu đây à? Nhiêu đây 1 ký rưỡi là có 3 đơn à. Anh nào mà vào việc thì các anh lấy nhá. Đấy em chỉ có đúng nhiêu đây thôi. 3 đơn em tháo máy được. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái đĩa vuông các anh nhá. Đấy, đĩa vuông. Đấy, 25cm 80k nhá các anh nhá. 25 x 25. Đĩa này to nữa, cả cái đĩa vuông này là để được nhiều đồ lắm này. Đấy thì cái này nó cấu tạo rất hay các anh nhé. Bốn góc ấy, nó bẻ góc, nó bo góc lên như này. Đó, các anh nhìn chất men của nó. Chất lượng lắm. Rồi đấy. 80k một chiếc các anh nhé. 80 ngàn một chiếc. Cái đĩa này mà đĩa to 2 năm này các anh mua mới mà. Các anh chỉ cần mua của Minh Long thôi. Cái đĩa này phải tầm 200 ngàn một chiếc. Mẫu sứ trắng là toàn bộ là hàng của anh hết các anh nhé. Winmark hết. Đó. Đó. Các anh lên mã cho em nhé. Đĩa vuông của anh 25cm. Rồi tiếp theo cái này các anh nhé. Cái này là các anh để đựng tiêu hay đựng cái gì đấy các anh nhé. Hàng Winmark này luôn các anh nhé. Hàng anh luôn đấy. Đấy thì các anh nhé. Cái men của nó đẹp lắm các anh ơi. Men của nó trắng nõn là bóng nhoáng. Thì cái này, ở đây nó có một cái nút cao su này. Thì các anh lấy ra cho tiêu vào đây, xong nút lại. Đây này có lỗ. Sụp như này. Đó. Cái này em bán là cứ 15 ngàn một cái các anh nhé. Giá gọi là giá ve chai thôi. Để các anh mua kèm với cái gì đấy, mua về nhà các anh mua 3-4 chiếc, 5 chiếc gì đấy các anh để lại. Đó, rồi 15 ngàn một chiếc các anh nhé. Đây là để đựng tiêu xay, hay là các anh cho đựng tăm, đựng tiếc gì đấy đều được nhé. Đựng tiêu xay, đựng tăm, đựng cái gì đấy tùy các anh. Như cái hổ lô vậy các anh. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là những cái nối hơi loại VIP các anh nhé. Tháo máy của Mỹ. Hàng này hàng có 102 luôn, em đảm bảo với các anh luôn. Đấy, bộ này là nó chuyên cho hàng gọi là máy thiết bị thí nghiệm luôn các anh. Đấy, em tháo cùng trên cái máy của Mỹ nhé. Đấy, cùng trên cái máy của Mỹ. Con này hàng Sawalock. Đó, hàng của Mỹ các anh nhé. Đấy, y chang như vậy luôn. Còn cái bộ này thì em còn hai bộ này. Cái bộ này hàng Parker, hàng của Mỹ. Đó. Bộ này hàng Parker, hàng của Mỹ. Đều đồng giá 380 hết. Thì các anh muốn lấy ống to, ống nhỏ gì tùy các anh nhé. Này, này ống 10 này. Đây ống 12 này. Ống 10. Duy cái to này thì ống 12 này. Đấy rồi, anh nào lấy cái nào thì nhắn cho em nhé. 380 ngàn một bộ. Đấy, đây là ống 10. Đấy. Hàng Sawalock này cũng hàng VIP luôn các anh, thật sự luôn. Đấy, inox 304. Hàng này các anh mua không có trên thị trường nhá. Này, em mở nhanh các anh nhé. Đó, các anh thấy chưa? Mở phát bật ra, nói chung là nó tự động hết. Đấy, bây giờ các anh muốn cho vào ấy. Cho vào thì các anh cứ ấn mạnh vào nó kêu cái tạch phát là được. Đó, là xong. Rồi nhá, hàng này không có trên thị trường đâu các anh, em đảm bảo các anh luôn. Cái này em tháo máy ra là em biết cái hàng nào chất lượng em mới tháo. Chứ còn máy bãi nó tùm lum lắm các anh ạ. Thật sự là máy bãi thì nó tùm lum các loại thiết bị khác nhau. Đó, này, tự động có tháo ra này. Lắp vào thì các anh ấn mạnh vào nhé. Đó, xịn xò lắm. Rồi, 380 ngàn một bộ các anh nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là những cái bình UVS các anh nhé. Đấy, bình UVS. Đấy, đây, UVS kích điện các anh nhé. Kích điện, đấy. Kích điện này hàng của Eton các anh nhé, hàng châu Âu nhé. Con này sản xuất ở Philippines.
Đó, con này sản xuất ở Philippines các anh nhá, made in Philippines. Đó. Con này phân phối chính hãng ở Việt Nam các anh nhá. Đấy, date năm 2020 đời cao luôn. Đấy, thì con này đây, em có hai dòng sản phẩm. Một là dòng 850 VA tương đương với 500W nhá. Đấy. Hai là 650 VA tương đương với 360W. Đấy, 360W các anh nhá. Rồi. Thì con này em có bán lẻ bình không? Nếu anh nào có bình ắc quy rồi ấy, các anh nào có bình ắc quy rồi ấy, thì các anh không cần phải mua bình ắc quy nữa, các anh chỉ cần mua cái UPS này này thôi, về là các anh dùng. Đấy, còn nếu anh nào mà chưa có bình ắc quy thì mua kèm bình ắc quy luôn thì rất có lợi nhá. Em đảm bảo bình ắc quy giá bên em là em bao rẻ. Đấy, bao rẻ cho các anh check ở mọi nơi luôn. Đấy. Rồi. Bình ấy ở đây này. Bình em lên cho các anh là bình đi kèm nó là bình 7AH này. Rồi, bây giờ em vào cái mã là 850 VA này. Trước khi em vào nhá, hai cái sản phẩm này là giá em bán là giá bình thường. Giá bình thường các anh nhá. Còn đặc biệt trong ngày hôm nay, nếu các anh nào mà đặt trong cái video ngày hôm nay ấy, ngày 3 tháng 9 hưởng ứng cái lễ này, thì em sẽ giảm 30.000 trên một bình nhá. 30.000 trên một mẫu sản phẩm. Ví dụ các anh mua lẻ chỉ có bình không thôi, à, chỉ có cái kích không, không có bình ắc quy ấy. Ví dụ đi con 850 VA này là 400.000 thì các anh cứ trừ đi 30.000 là còn có 370 à. Đấy, con này các anh mua lẻ kích không ấy, 360W 650 VA 330.000 thì còn có 300.000 à. Đấy các anh nhá, các anh nên mua hôm nay, và con này em đảm bảo ai nhà nào cũng cần. Rồi. Nếu các anh mà mua UPS cộng bình ấy thì chỉ có 620k thôi. Đấy, trừ đi 30k nữa là tính ra còn có 590 à. Đấy, còn anh nào mua lẻ UPS này thì 400k, còn anh nào mua lẻ bình ắc quy thì 270 nhá. Bình ắc quy này bên em bán cũng cực kỳ rẻ nhá. Nếu các anh mà mua kèm vi bình là vi cả cái kích lẫn bình nó nằm sẵn ở trong như này ấy, là rẻ lắm nhá các anh nhá. Đấy, rẻ lắm. Đấy. Bình ắc quy bên em là bình mới 100%. Thì gửi đi cho các anh ấy, nhiều khi là bình mới về chưa có sạc pin, chưa có sạc điện ấy, thì các anh phải sạc điện vào nhé. Cái điều đấy nó rất là đơn giản này, nhưng mà có nhiều anh thì tới về thì các anh cứ bảo là hư rồi các thứ. Đấy, bình 7AH như thế này kích thước bằng nhau các anh nhé. Bình 7AH và bình 9AH là kích thước bằng nhau. Bên em có cả bình 9AH nữa. Anh nào còn mặc định cái bình ở trong đây là bình 7AH nhé. Bình 9AH ấy là nó bằng với cái bình 7AH này, kích thước nó bằng nhau luôn. Đấy, đây. Bình bên em là bình mới 100%. Đấy, mà bình bên em là bình xịn các anh nhé. Bình Vision này là bình xịn rồi. Các anh cứ search đi, em cho các anh search cái mã CP1290 này, bình 9AH này nhé. Bình 9AH. Đấy. Các anh thấy ngon lành chưa? Bình 9AH. Đấy. Bình 9AH này thì thật ra là em nói như vậy để các anh ấy này. Cái bình 9AH này nếu anh nào mà lấy ấy, thì các anh phải bù vào đây cho em tới 60.000 lận. Tới 60.000. Đấy, thì bình 9AH đây 12V 9AH. Còn em khuyên các anh ấy lấy cái bình 7AH này này. Đấy, thứ nhất là nó rất rẻ, nếu các anh mua kèm UPS cộng bình ấy là có 590 à, trong video ngày hôm nay nhé, là tính ra một bình có 220.000 à. Nhưng các anh mà mua cái bình 9AH này nó hơn được 2AH thôi. Nhưng mà các anh phải bù tới mấy chục ngàn đấy. Thành ra là nó không có lợi cho các anh. À, mặc dù cái bình 7AH và bình 9AH kích thước nó bằng nhau, nó giống y chang như nhau, không khác gì luôn. Chỉ có cái thằng này ấy thì nó dư tải điện ra được 9AH, còn cái thằng này thì 7AH. Đấy nhá, rồi. Video ngày hôm nay cực kỳ ngon lành này. Rồi, em sẽ test tải cho các anh xem luôn nhá. Vâng, bây giờ em sẽ test tải cho các anh xem nhá. Đây là một cây đèn của em. Cây đèn em đang quay video đây. Chạy điện 220 các anh nhá. Đấy, chạy 220. Đấy, vâng. Bây giờ em đang cắm điện lưới này. Em cắm điện lưới thì mặc định cái con này nó sẽ dùng điện lưới các anh nhá. Đấy, nó dùng điện lưới này. Nó đang báo đèn xanh này. Không chớp. Nghĩa là đang dùng điện lưới. Còn nếu mà nó đang kích điện từ cái bình ắc quy ở trong này để nó chuyển sang ấy thì đèn xanh này nó sẽ chớp các anh nhá. Còn bây giờ cái đèn này nó đang đứng yên, nghĩa là nó đang dùng điện lưới nhá. Rồi, bây giờ này,
em rút cái đèn này ra, mất đèn này, các anh thấy chưa? Em cắm sang cái ổ cắm của cái bình này ở phía sau này, các anh thấy đấy, cắm lên là nó sáng rồi này, đấy các anh thấy không? Nghĩa là nó đang dùng điện lưới nhá. Mặc định có điện lưới thì nó sẽ dùng điện lưới. Con này nó auto hết, nó tự động 100%. Rồi, bây giờ em rút cái điện lưới này ra thì tự động nó sử dụng cái bình ắc quy ở trong này, nó kích lên thành cái điện 220 để nó thắp sáng cho những cái bóng đèn như này. Đấy, và em đảm bảo với các anh là nó không có trễ nải bất cứ một điều gì nhá. Rồi, bây giờ em rút thử này. Đây, fix đây. Em rút ra này, các anh xem đèn nó có ấy không này. Đó, này, fix này. Đèn vẫn sáng bình thường, các anh thấy không? Không chớp luôn, không chớp nhá. Đấy, nào, bây giờ này. Khi đã, đấy, bây giờ đã rút fix cho rồi. Thì đèn nó sẽ chớp và nó kêu tít, nghĩa là nó đang dùng điện bình. Đấy, các anh thấy không? Chớp nó kêu tít, nghĩa là nó đang sử dụng cái bình ắc quy để nó kích lên thành điện 220. Đấy, các anh nhá. Còn khi này, khi canh cắm điện, nó có điện lưới lại ấy, thì tự động nó chuyển qua nó dùng điện lưới, nó không tít nữa, nó không chớp đèn nữa. Đấy, đây các anh nhìn nó đang chớp nhá, đang kêu tít, nó đang chớp. Đấy, thấy không? Bây giờ em cắm điện lưới lại này, tự động nó chuyển qua điện lưới, nó không tít, nó không chớp nữa, đèn vẫn sáng bình thường. Các anh thấy không ạ? Đấy, ok các anh nhá. Đấy, nhiều anh sẽ hỏi em là nó có trễ không. Con UBS này nó sinh ra để không có trễ. Thật ra nó có trễ, nhưng mà trễ của nó là một phần mili giây. Nói chung là nó không đáng kể. Đấy, còn tất cả các thiết bị hoạt động bình thường, không có chớp giật, không có khởi động lại, không có cái gì hết đấy. Bởi vì con này nó đã tự động 100% rồi. Eton hàng mới 100% trong thùng các anh nhé. Loại 1200VA bây giờ em hết rồi. Anh nào mà không mua đợt trước thì phí quá. Đấy, em bán giá đúng là ve chai luôn. Một cái bình 1200 đợt trước canh em cho canh xem giá đấy, canh mua mới nó tới 3 triệu mấy cơ. Đấy, em bán cho canh mà có 900.000 là mới 100% trong thùng. Và đây, có nhiều anh hay thắc mắc với em cái này này. Tại sao hàng mới mà nó lại có cái tem bảo hành ở đây mà lại lột ra hoặc bị thủng? Là bên em phải tháo con này ra trước khi gửi đi cho các anh, là phải lấy cái bình ắc quy này cho vào đây kích lên xem là nó có hoạt động bình thường không, rồi em mới gửi đi cho các anh. Chứ các anh bảo không test cho các anh mà gửi đi thì bên em gửi về nữa thì chết. Còn hàng 100% các anh nhận là hàng mới trong thùng như này. Đấy nhá, các anh phải để ý và các anh đừng hỏi em thắc mắc nhé. Mới 100% hàng mới trong thùng như này. Đấy, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này luôn. Anh nào mà nhận mà không có thùng, không có hộp, không có này khác ấy, là các anh cứ trả lại em. Còn hàng em gửi đi cho các anh là 100% là hàng mới như này. Đấy. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Cái kích điện này em đảm bảo ai cũng, nhà nào cũng cần dùng. Đấy, tất cả các thiết bị luôn. Cái này mà dùng quạt, dùng những cái mà là động cơ ấy, thì nó không thích hợp lắm các anh nhé. Nó vẫn dùng được, nhưng mà nó không thích hợp. Nó thích hợp cho chiếu sáng này, rồi các cái máy tính này, sạc pin điện thoại này, các cái công việc khác. Đấy, rồi, ok các anh nhé. Vâng. Tiếp theo hôm nay có hai dòng sản phẩm cao cấp các anh. Cái dòng 150 và dòng 100.000 này các anh nhé. 100.000 hôm nay em có 3 loại. Em có hai dòng cao cấp. Đó. Dòng này là dòng 100.000 một chiếc các anh nhé. Đấy, các anh thấy mặc lên, các anh thấy form áo nó đẹp không? Đấy, dòng này thì 100.000 một chiếc các anh nhé. Đấy. Vải thì miễn bàn các ơi, chất vải thì các anh không cần phải bàn đâu. Cổ là cổ tròn, đó. Hai bên hông sống vai này có hai cái đường chạy này. Cắt ngực mặc cực kỳ đẹp. Quan trọng là mặc nó thích ấy. Cái hàng xuất khẩu nó sướng cái là mặc ở cái chất vải cực kỳ êm, thoải mái. Rồi, co giãn. Rồi. Rồi các anh lên mẫu này nhá. 100.000 các anh nhá, 100.000. Các anh cứ nhắn là gửi cho cái mã 100.000 mà màu xanh trắng này nhá. 100.000 này em cũng chỉ có 3 loại thôi. Các anh rất dễ đặt mã. Vâng, tiếp theo là cũng mẫu này các anh nhá. 99.000. 100.000 99.000 các anh nhá. Đấy thì số nó có rất nhiều số các anh ạ. 5, 8, 1, 2, 3 gì đấy. Đó, nhưng mà form áo thì cực kỳ đẹp. Đó, anh thấy không?
100k các anh nhá. Tất cả các mẫu cái đoạn này của em là 100k hết. Đấy, vải cực kỳ đẹp, cổ tròn nhá. Thích hợp với rất nhiều anh. Thật ra cái màu đen này nó rất dễ mặc anh. Rất dễ phối đồ. Rồi, mẫu này các anh nhá, 100k. Đấy, Yến cho thêm một cái màu đồng đó luôn đi. Màu đồng đấy. Màu hồng á, màu hồng đó, đấy. Rồi, đấy, Yến cho vào đây một cái đi. À, đồng giá 100k luôn các anh nhé. Có một mẫu này nữa. Được rồi, cái đấy thôi, cái mẫu thôi mà. Để cạnh đây để các anh nhìn thấy màu này. Cái màu này là em tâm ý nhất các anh này. Đấy. Nó là không phải màu hồng, nó là gọi là cái màu như kiểu màu đất sét đấy các anh. Màu không phải đỏ mà nó gọi là màu, em chưa miêu tả được cái màu này nó màu gì. Đấy, rồi. Em đưa đấy. Đấy, đây nhá các anh nhá. Đồng giá 99k luôn. Thì các anh cứ gọi cái màu này là màu đỏ hồng đi hay màu gì đấy. Rồi. Màu đen là màu này các anh nhá. Form áo cực kỳ đẹp, các anh mặc lên là các anh thấy. Rồi, các anh lên mã cho em nhá. Cái màu này thì số lượng có nhiều hơn, hình như có mười mấy cái. Còn cái màu này thì nó ít các anh này. Anh nào mà thích cái màu này thì các anh phải lấy nhanh nhá. Màu này thì mặc cực kỳ sang trọng này. Đấy, rồi đến cái cắm này giờ đây này. Em quay lại tổng quan một lần nữa nhá. Hai mẫu. Nào. Hôm nay có bột dòng này các anh nhá, 150k. Dòng này thì nó như thế nào các anh này? Thứ nhất, cái này là hàng 100% cốt tông các anh nhá, hàng xuất khẩu 100% luôn. Hàng châu Âu. Cho mượn một cái gói đi các bạn ơi. Bất kỳ. Rồi các anh nhé, ở đây sản phẩm này là hàng xuất khẩu nhé các anh nhé, hàng châu Âu. Trong đây là có hạt chống ẩm luôn, có gói chống ẩm đấy, hàng xuất nhé các anh nhé. Thì các anh nhìn cái này thì nó phù hợp như vậy các anh này. Thứ nhất là các bạn trẻ, thứ hai là những anh nào mà yêu thích xăm mình ấy, đấy, thì các anh ấy hay mặc cái mẫu này đấy các anh nhá. Thì các anh nhìn đi, giá 150.000 này, cái này nó giá trị ở cái nào các anh này? Toàn bộ các cái đường vân in trên cái áo này này là nó rất là mắc tiền. Đấy, in cái này các anh này. Cái này nó in chuyển nhiệt, nó phải in bằng cái máy in to á. Đấy, chứ không phải là các cái logo ở đây xong hịn lên xong in bằng cái máy nhiệt bình thường đâu các anh nhá. Đấy, cổ tròn. Thì cái này tùy các anh chọn màu và các anh chọn size nhá. Nó có rất nhiều màu và rất nhiều size. Đấy. Đây nước ngoài này các anh này. Thường ở Việt Nam mình chỉ mặc đến 2XL hoặc là 3XL thôi. Còn đây là nó 4XL, đây là XXXXL. Cái này là những anh nào mà 90 cân, 80 cân này. Đấy. Đây các anh phải thấy cái hình anh Tây này. Đấy. Cái này thì thật ra là nó trẻ trung, nó mang phong, nói chung là nó phong cách bụi đường phố đấy các anh. Đấy nhá các anh nhá. Đấy. Đấy các anh nhìn này. Hàng này này. Đấy, nó xuất đi này. Xuất đi USA các anh nhé. Để các anh nhìn này, anh sẽ thấy chữ Made in USA ở đây này. Đấy, hàng XCham. Đấy, thì hàng này là hàng xuất khẩu 100%. Đấy, thì nó thuộc cái phong cách bụi bặm đường phố. Anh nào mà lấy thì liên hệ nhé các em nhé. Tự các anh chọn màu và tự các anh chọn size nhé. Đấy, còn size nào thì các bạn sẽ nhắn cho các anh size đấy. 149k một chiếc. Đấy, em nói rõ luôn nhé. Cái này thì nó đặc biệt đấy, anh nào mà có một vài cái hình xăm ở tay ấy, các anh mặc cái áo này rất đẹp đấy. Anh nhìn ma lơ canh này, ở tay sẽ đeo một cái đồng hồ này đó, đeo một cái vòng này đó. Rồi các anh lên mã nhé. Rồi tiếp theo em lên cho các anh là cái mẫu khay ốc này. Mẫu này là khay nhôm đấy, khay nhôm các anh nhé. Đấy thì ở đây này nó có hai loại, một loại ấy thì nó bị thiếu mất mấy cái này, mà bản thân trên máy là nó để vậy các anh nhé, chứ không phải là do bên em chế tạo ra cái gì nhé. Bản thân ở trên đấy là nó thiếu khay đấy, thì người mà hay là do mục đích của người ta như vậy, người ta chỉ để bằng này khay thôi. Cái này là 30 ngăn này đấy, 750k. Con này thì bằng nhôm đấy, con này thì xịn sò lắm. Con này thì 750k. Rồi 750k. Đó. Còn cái loại 33 ngăn này thì nó đủ 3 ngăn luôn. Thì 780.000 các anh nhé. Đấy.
thêm 30k, có 10.000 một cái khay à. Ở đây thì nó có đánh số hết. Đấy. Con này thì hàng cao cấp hơn, nhôm. Nhôm dày luôn. Đấy, anh nào lấy thì lấy nhá. Các anh chỉ cần một cái khay này thôi, các anh mua một khay này là các anh dùng cả đời rồi. Đấy, đựng đủ tất cả các loại ốc 780 nhôm. Đấy. Đây thì 750. Rồi. Có hai mẫu này. Đấy. Anh nào mà thích cái loại cái này còn có những loại mà nó đẹp hơn, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đẹp xuất sắc như cái này này. Thì các anh lấy nha. Đấy, đây này. Như cái này là đẹp xuất sắc này. Không có xước, không có xước nhẹ gì hết. Đấy. Lâu có một vết nhẹ nhẹ này, tháo máy thì không tránh khỏi rồi, nhưng mà đấy, nói chung là nó sẽ đẹp xuất sắc. Rồi, đầu tiên em lên cho các anh là cái chân tripod các anh nhé. Đấy. Chân này là chân để máy ảnh. Đấy. Hoặc là các anh để máy quay, máy nói chung là gắn máy ảnh, gắn máy chụp ảnh hay gắn máy quay camera gì đấy. Đấy, hàng của Nhật các anh nhá. Hàng một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Đó. Rồi, có cái mẫu nào nhỉ? Đây. Mẫu đây các anh nhá. Nhôm phải nói là con này hàng VIP luôn các anh ạ. Anh nào mà chuyên chơi về máy ảnh thì chắc chắn các anh sẽ biết này. Cái hiệu này nó gọi là cái hiệu Slide các anh ạ. Em đọc là Slide. Đấy. Nó là hàng nổi tiếng của Nhật các anh. Đấy, con này sản xuất nhà máy ở Thái Lan nhưng mà nổi tiếng, con Slide này nổi tiếng là hàng của Nhật. Đấy, về kết cấu của nó thì nó là dòng compact, dòng mini các anh nhé. Đấy, dòng mini siêu nhỏ gọn đấy. Rồi. Đầu này này, nhôm đúc các anh nhé. Cái này nó chất lượng ở cái chất sơn của nó phải nói là VIP. Tại sao hàng bãi về rất nhiều, tất cả các loại chai bót em không lấy, em lấy cái loại này. Thứ nhất là nhỏ gọn, thứ hai là nó dòng mini. Thứ ba ấy, là nhôm. Thứ tư là nó đẹp các anh nhé. Nó đẹp ở cái chất sơn của nó. Cái sơn này là sơn nhúng nóng của Nhật thì em bao các anh dùng 20 năm đến 30 năm vẫn nguyên như này. Đấy, nó vẫn nguyên như này các anh nhé. Các anh nhìn thấy cái nước sơn này nó vân vân này. Giống y chang như mấy cái bệ máy này của em này. Nó vân y chang như mấy cái bệ máy này. Này các anh thấy mấy cái vân vân này không? 20 năm hay 30 năm nó vẫn giữ nguyên nhá. Đầu nối nhanh, đầu chuẩn 1/4 inch. Rồi. Em lên cho mọi người giá rồi em sẽ cho lại quạt. Chết chà. Rồi. Bây giờ các anh nhá, em lên mã này. 260 ngàn một chiếc các anh nhá. Con này bán mới ở Nhật ấy, trên 2,5 triệu. Đấy, em bán cho các anh chỉ có 260k rồi. Anh nào chuyển khoản em bao ship nhá. Anh nào chuyển khoản em bao ship, các anh rất lợi đấy. Ship cái này mất 30 ngàn rồi. Tính ra có 230 ngàn một chiếc à. 260 ngàn là các anh chuyển khoản em bao ship nhá. Đấy. Bộ chân máy ảnh tripod các anh nhá. Này, chiều cao này. Ngắn nhất này là 36 cm. Cao nhất là 99 cm. Đấy. Ren này là ren 1/4 inch. Đấy, ren chuẩn của tất cả các máy ảnh, các tất cả cái đế gắn máy ảnh điện thoại là cái máy quay máy kiếc gì bây giờ đều chuẩn chân 1/4 inch này hết nhá. Rồi. Đó, 260k. Rồi, bây giờ em quay cận cảnh cho các anh xem dưới ánh đèn này. Đấy nhá. Nó chất ở cái đầu này các anh này. Cái đầu này các anh đi mua một cái mà hàng slide như này ấy, là nó phải tầm 1 triệu mấy đến vài trăm ngàn một cái đầu này thôi. Đây em bán nguyên cả bộ này. Đó. Slim, các anh cứ search cái thương hiệu này nhá. SLIK này, đấy, hàng của Nhật nổi tiếng luôn. Rồi, các anh lên mã xem nhé. Rồi. Em về lô dây này hơi bị ngon các anh nhé. Đấy. Cái dây này hôm trước em về thì nó toàn 12 với lại 15 mét. Nhưng mà hôm nay em về này, 20 mét các anh. 20 mét. Đấy. 18 mét. 22 mét. Đấy. Thì dây này như nào? Anh nào mà đang làm muốn kéo dây tổng nhà thì các anh phải lấy ngay. Em khẳng định với các anh dây này ngon lắm. Dây này nếu nhá, nó mà có giáp chống nhiễu nữa thì cái lô dây này thật sự là tranh nhau lấy. Đấy, nhưng mà dây này nó không có giáp chống nhiễu thì thành ra những anh âm thanh các anh mới không lấy thôi. Nhưng mà cái này các anh làm tổng nhà thì lại quá là đẳng cấp. Dây này dây lắp cabel của Đức. Liền một mạch luôn. Dài 22 mét. 20 mét.
đấy, và 18m. Rồi con này nó có cái gì? Con này các anh này, 5 lõi nhân cho 6.0. anh nào mà dùng điện 3 pha thì kênh dùng 3 pha, mà kênh dùng 1 pha ấy, điện 220 thì kênh dùng, nghĩa là sao? Kênh chập hai sợi này là 1, chập hai sợi này là 1, dây này dây te. Đó. Các anh đầu tư có 2,5 triệu, 22m này là 2,8 triệu. Một cuộn dây điện cho cả một cái nhà của các anh dùng mấy chục năm thì không đắt đâu các anh nhé, không đắt đâu. Cái dây của Đức nè, 5 lõi 5G nhân 6mm này. Em đảm bảo cái dây 2 chữ cỡ 20m này, các anh kéo thẳng từ cái cột điện nhà các anh ấy, từ cái cột điện của điện lực ấy, mà gắn cái CB tổng của điện lực ấy, kéo vào tới nhà các anh thì cũng chỉ tầm 20m này. Đó. Mà cái dây này thì nó bền lắm, em khẳng định. Dây mềm các anh nhé, dây mềm xèo à. Này, dây mềm xèo à. Đó. Đấy, thì về nó có bụi bẩn này, để các anh lau đi thôi. Đấy, mấy cái phích này tặng các anh luôn. Phích này em tặng các anh luôn. Đấy, chủ yếu là em bán dây điện thôi. Dây lắp cabel của Đức các anh nhé, lõi 6.0 nhân 5 sợi. Đấy, rồi anh nào mà lấy làm tổng nhà thì các anh nhắn em nhé. Hết cái lô dây điện này là hơi bị khó kiếm đấy. Dây này ở giữa nó có một lớp dù nhá, lớp dù chống đứt chống giãn ở giữa cái dây này này, giữa 5 sợi này nó có một lớp dây dù trắng trắng nữa. Rồi đấy, sau đây là cái dây này, nó giống y chang như cái dây em vừa mới quay cho các anh xem đấy, 12m, 15m đấy, nhưng mà nay em có thêm cả những cuộn 18m này, 20m này, 22m này. Anh nào mà làm tổng nhà hay kéo dây gì là các anh lên lấy, bởi vì các anh thấy dây bãi không, chỉ có 5m, 4m như cuộn của em 15, 12m là dài rồi. Đây 22m và 20m này là hơi bị hiếm. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Rồi tiếp theo em lên cho các anh nhé. Lại cái lô CBR-CBO giống hôm qua các anh nhé. 3 chức năng. Đấy, nhưng hôm nay em về thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Và nó mít su xanh. Đấy, rồi. Đầu tiên em lên này, 400k là con 60A này các anh nhé. Đấy, chỉnh dòng dò này. Dòng dò nó chỉnh được, các anh nhìn này, 100 này, 200, 500 này. Đấy, 60A. 60A các anh nhé. Đấy. Nhà anh nào dùng nhiều thì các anh lấy con 60A này. Còn nhà các anh nào mà dùng vừa vừa ấy thì lấy 50. Nhà các anh mà dùng ít hoặc là bình thường thì lấy 40 thôi. Các anh phải lấy đúng cái tải của nhà các anh nhé. Đấy. Nhà các anh dùng ít mà các anh lấy hẳn con 60 này, này khi có sự cố là nó không nhảy đâu, nó phải đúng tải nhé các anh nhé. Ray nào, quay rồi đấy. Bây giờ em lên này các anh này, 60A 400k y chang như hôm qua thôi. 50A là 350.000 đấy, 50A. 40A là 350 luôn. 40A có một con duy nhất các anh ạ. 40A có một con duy nhất rồi. Này các anh nhìn dòng dò 30mA này. Đấy, 40A. Rồi con này dòng cắt này, 7,5kA này. Đấy, rồi. Tiếp theo 30A thì 300k các anh nhé. Đấy. Những con RCBO này, hay nó gọi là con CB 3 chức năng này các anh nhé. Các anh mua mới mấy triệu một con, không dưới 3-4 triệu một con này đâu. Đấy, các anh cứ đi mua thử xem có đúng như lời em nói. Rồi, đấy, các anh lên mã nhé. Em về thêm cái này quá trời các anh hỏi luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất là đợt này đang lễ em bán giá cực kỳ tốt cho các anh. Bình thường những con này toàn 550.000 thôi các anh ạ. Đấy, hàng đẹp tháo máy này xuống là 550.000 hết.